hẳn một trong số các bạn đang xem video ở đây thì đều ít nhất một lần nghe đến cái tên Surface Pro 7 phải không ạ? Và trước mắt các bạn đây chính là chiếc Surface Pro 7. Đây là một chiếc máy mới được ra mắt cách đây không lâu, thế nhưng đem về doanh số bán hàng luôn ở vị trí dẫn đầu trong những thiết bị bán chạy nhất của nhà Microsoft. Và trong video ngày hôm nay thì Khánh Ly sẽ gửi đến các bạn 5 lý do tại sao các bạn nên mua Surface Pro 7 ở thời điểm hiện tại các bạn nhé. Lý do đầu tiên trong số 5 lý do mà các bạn nên mua Surface Pro 7 ở việc đó là máy có thiết kế hiện đại, sang trọng và khác biệt với số đông tablet trên thị trường hiện nay. Nếu ai đó nói rằng Surface Pro 7 có thiết kế không khác biệt nhiều, thậm chí là giống y hệt các thiết bị đời trước thì điều này cũng không hoàn toàn sai. Tuy nhiên thì nếu nhìn ở khía cạnh một người chưa từng sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trong dòng Surface Pro thì Pro 7 có lẽ là một chiếc máy có thiết kế cực kỳ hiện đại và khác biệt. Chúng ta sẽ có một chiếc máy tính bảng với ngôn ngữ thiết kế liên lạc thông minh và hơn hết là máy chỉ có kích thước cực kỳ nhỏ gọn với độ mỏng chỉ 8,5mm và cân nặng hơn 700g, đem đến một cái khả năng cơ động tuyệt vời hơn bất kỳ các mẫu laptop khác trên thị trường. Bên cạnh đó là sự thông minh mà mình thấy trong ngôn ngữ thiết kế tổng thể, ví dụ như là chân đế kickstand hay bàn phím gắn ngoài tilecover. Tất cả các yếu tố trên đều biến chiếc Surface Pro 7 trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nói đến Surface Pro 7 mà không nói đến hiệu năng thì quả là một thiếu sót cực kỳ lớn. Và hiệu năng thì cũng là một lý do thứ hai trong số 5 lý do các bạn nên lựa chọn Surface Pro 7. Đối với Surface Pro 7 thì nhà sản xuất đã cực kỳ ưu ái khi đem lên chiếc máy này một con chip, đó là con chip Intel thế hệ thứ 10 mới nhất, đồng nghĩa với việc hiệu năng của máy sẽ được nâng lên đáng kể và khả năng tiết kiệm điện thì tối ưu hơn thế hệ trước. Với con chip 4 lõi 8 luồng trên Surface Pro 7 thì sẽ không quá lời nếu nói rằng đây là chiếc tablet light laptop chạy Windows mạnh mẽ nhất. Mặc dù xung cơ bản của con chip này thì chỉ nằm ở mức là 1,1GHz, thế nhưng khi Turbo Boost thì nó cho xung nhịp lên đến 3,7GHz. Trong những trải nghiệm thực tế thì Surface Pro 7 cân tốt các bộ ứng dụng đến từ nhà Adobe, ví dụ như là Photoshop hay là Premiere mà chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên thì có một lưu ý nhỏ mà mình muốn gửi tới các bạn, đó là Surface Pro 7 được thiết kế theo ngôn ngữ của những chiếc máy tính bảng. Do đó chúng ta phải thật thận trọng với các tác vụ nặng vì máy không có được cơ chế tản nhiệt tốt giống như những chiếc laptop truyền thống. Nếu bạn là một doanh nhân hay là một nhân viên văn phòng thường xuyên gắn với bộ Office thì Surface Pro 7 xứng đáng là một trong những lựa chọn tuyệt vời. Tại sao lại đem một chiếc máy tính bảng đi làm văn phòng trong khi các mẫu laptop khác đang làm tốt vai trò của mình? Vâng, nguyên nhân nằm ở việc đây là chiếc máy tính đến từ Microsoft, chạy Windows bản quyền và chạy bộ Office bản quyền nên chắc chắn sẽ đem lại cho người dùng những trải nghiệm không phải laptop nào cũng có thể làm được. Hơn thế nữa, nhờ thiết kế nhỏ gọn nhẹ chỉ ngang một quyển sổ nên người dùng có thể thoải mái đem chiếc máy này đi bất kỳ đâu mà không sợ cồng kềnh, vướng víu hay là quá nặng. Yếu tố thứ tư mà nhất định chúng ta nên chọn chiếc Surface Pro 7 mà không phải bất kỳ một chiếc laptop nào khác nằm ở việc đó là nhà sản xuất đã trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến trên chiếc máy có thân hình nhỏ nhắn này. Điển hình là màn hình cảm ứng tích hợp công nghệ PixelSense độc quyền đem đến khả năng hiển thị tuyệt vời, hoặc là công nghệ mở khóa bằng khuôn mặt Windows Hello thời thượng giúp nâng cao khả năng bảo mật. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một công nghệ tiên tiến khác như là sạc nhanh giúp sạc đầy pin trong vòng 1,5 giờ hay Wi-Fi 6 đem đến khả năng kết nối Internet siêu nhanh trong tương lai. Và lý do cuối cùng trong số 5 lý do mà bạn nên chọn mua Surface Pro 7 ở thời điểm này chính là giá thành của chiếc Pro 7 hết sức hợp lý. Ở thời điểm của video này được đăng tải thì Surface Pro 7 đang được phân phối chính hãng tại hệ thống của Surface Việt. Và nếu bạn cần một chiếc máy tính mạnh mẽ hơn để sử dụng cho các tác vụ nâng cao thì có thể cân nhắc lên các phiên bản cấu hình Core i5 hoặc Core i7 các bạn.